anh chị đang xem video đúng không? Nếu đúng thì chúng ta lại học thêm bài tiếp theo thôi. Và xin chào anh chị đã quay trở lại cái video tiếp theo của chúng ta. Đó là video đó là gì? Những cái từ khóa nào để chúng ta xây dựng ra được một cái kịch bản Tennis Sale có tỷ lệ gọi điện và thiết lập cuộc hẹn thành công. Cái quan trọng đầu tiên là ngày hôm nay, tại vì Cầm cũng gửi cho các anh chị một cái file mềm rồi đúng không ạ? Cùng một cái file mềm riêng rồi. File mềm là cái những mẫu kịch bản Cầm đã soạn ra sẵn và Cầm sẽ gửi riêng cho anh chị rồi. Còn đây là Cầm sẽ phân tích cho anh chị hiểu, để cho anh chị hiểu tại sao chúng ta phải cần Tennis Sale và mặc Tennis Sale đó là cái gì đúng không ạ? Thứ nhất đó là gì? Trong khi chúng ta làm về kinh doanh spa, nha khoa thì vấn đề đó là gì? Làm sao đó để đưa khách hàng tới tiệm của chúng ta, nó là cả một vấn đề nghệ thuật, nó là nghệ thuật. Cầm thấy nó là nghệ thuật. Bởi vì sao? Tại vì điện như nào đó để khách hàng tới cho chúng ta và tỷ lệ khách hàng nhớ chúng ta, đó là cái quan trọng nhất. Còn rất là nhiều anh chị Cầm thấy đó là ngày nào Cầm cũng gặp rất nhiều cuộc điện thoại và là em chào anh Cầm, em đến từ chỗ này chỗ kia, nhưng cuối cùng là Cầm cứ anh sẽ đến, nhưng cuối cùng là buổi tối về Cầm quên sạch. Bởi vì sao? Bởi vì trong trí não của Cầm là một ngày đã có 10 người gọi với một cái giọng như vậy đúng không ạ? Một cái giới thiệu như vậy thì Cầm sẽ không bao giờ Cầm nhớ rằng Cầm có lịch hẹn như thế nào. Thì ngày hôm nay thì Cầm sẽ hướng dẫn cho anh chị, đó là 5 cái từ khóa rất là quan trọng với những 5 cái keyword để giúp cho anh chị cấu trúc cái bài Tennis Sale cho nó chuẩn đúng không ạ? Cái từ khóa đầu tiên đó là từ khóa về Cầm đó là từ khóa về ấn tượng. Khi mà chúng ta Cầm thấy một số điện thoại lạ lên ấy, điều đầu tiên là Cầm biết rằng đó là quảng cáo rồi, nó không thì Shopee, không thì giao hàng, không thì bưu điện, không thì chắc một quảng cáo bất động sản gì đó, hoặc là sim số đẹp, alo, ví dụ như thế đúng không ạ? Thế điều đầu tiên là cái ấn tượng đây là gì? Ấn tượng vào cái giọng của anh chị, ấn tượng vào âm lượng của anh chị, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ví dụ như chẳng hạn như là âm lượng của chúng ta là âm lượng tiết tấu rất nhanh, cũng là một cái cách thu hút để cho anh chị khác phải quan tâm đúng không ạ? Tại vì khi chúng ta mà là nói nhanh, chúng ta nói to và rõ ràng cũng là một cái cách làm. Hoặc là có nhiều người anh chị là xin chào anh chị, cho em vui lòng ít phút làm phiền được không ạ? Thì đó là những mẫu câu Cầm không khuyến khích anh chị lên dùng, tại vì khi đã xin rồi á thì chúng ta là cửa dưới, mà đã cửa dưới thì đố anh chị mời được người ta lên đấy, hầu như tỷ lệ rất khó. Nên ngày hôm nay chúng ta phải thay đổi cách gọi đi đúng không ạ? Ấn tượng bằng những cái giọng đọc của chúng ta nó khác biệt cũng được, nhưng mà nó nhanh cũng được, nhưng mà chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn. Ví dụ như là chẳng hạn như là chào anh Cầm, em là Nga, em điện cho anh từ bên thẩm mỹ viện K-Spa đúng không ạ? Chúng ta đừng có hỏi là người ta có rảnh hay không. Nếu mà khách hàng rảnh, khách hàng tự nói là anh đang bận lắm đúng không ạ? Chứ chúng ta không cần phải xin là chị ơi có rảnh không, em xin ít phút cho ngồi ABC lọ đúng không ạ? Mất thời gian đi thẳng vào vấn đề luôn. Dạ em thấy anh Cầm đang có mong muốn được em tư vấn về vấn đề về mọc tóc đúng không ạ? Cái keyword số 2 giúp cho anh chị nó đột phá hơn, đó là cái khoát dài gì ạ? Đó là khác biệt. Khác biệt đây là gì ạ? Đó là anh chị đang có cái điểm gì khác biệt so với đối thủ khác. Ví dụ Cầm là mọc tóc thì Cầm phải có cái gì nó khác với mọc tóc khác chứ ạ? Tại vì khách hàng cũng có thể khách hàng đã sử dụng nhiều đơn vị khác rồi, hoặc là khách hàng đã bị giới hạn niềm tin rất là nhiều rồi, thì mình phải có cái gì đó khác đúng không ạ, để cho khách hàng còn nghe tiếp cái cuộc hội thoại của mình. Và cái quan trọng hơn đó là gì? Khác biệt chúng ta chỉ cần nêu ra đúng một câu thôi, đó là công nghệ chúng ta là công nghệ gì. Ví dụ chẳng hạn bên em nó có công nghệ trị nám OBS đúng không ạ, thì khách hàng rất là tò mò, ồ khác biệt đấy, bắt đầu nghe tiếp đúng không ạ? Điều số 3 nữa đó là chúng ta cần phải đúng không ạ? Điều số 3 nữa đó là gì? Khách hàng sẽ hỏi các bạn rất là nhiều câu hỏi khác nhau. Đó là cái này em đã chữa khỏi cho ai chưa? Cái này có chắc chắn khỏi không? Anh bị lừa rất nhiều rồi đúng không ạ? Thì chúng ta tập trung vào gì ạ? Chúng ta điều đầu tiên ấy là chúng ta dùng những ngôn từ về khẳng định. Khẳng định đây là gì? Đó là dạ bên em đã chữa trị cho rất nhiều ca nặng rồi anh chị ạ. Từ những cái ca mà không có tóc đến những ca mà tóc nó đang bị đang rất là nhiều nhưng mà bị stress rụng hết, bên em vẫn có thể mọc tóc được lên. Và bên em đã có rất nhiều ca như thế rồi anh ạ. Và cái quan trọng hơn nữa đó là em thấy rất nhiều người mà gọi điện cũng như anh nhưng mà bị chần chừ, sau một thời gian dài cuối cùng là mất hết chân tóc, đến bây giờ là không thể mọc lại nữa rồi. Thì em khuyên anh chân thành đó là gì? Anh hãy đến bên em ngay ngày mai đi. Tại vì càng để lâu, cứ mỗi một tuần ấy thì cái chân tóc nó lại bị mất đi từng này sen, từng này sen. Ví dụ như thế chẳng hạn. Hoặc là chị nám của anh chị cũng thế, bảo là cái vấn đề nám này càng để lâu thì nó càng ngày nó càng sẽ bị đậm hơn và khó chữa hơn. Cứ theo em trung bình nghiên cứu thì của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ một tuần thì nám nó sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm gì đó. Anh chị có thể làm để làm gì? Khuếch sâu vào cái nỗi đau của khách hàng, đẩy sâu cái cao trào đó lên để khách hàng tập trung vào thoát ra khỏi đó. Và cái quan trọng hơn là anh chị phải đưa cho họ giải pháp
Vậy anh chị có muốn mong muốn thoát ra khỏi cái cảnh đó không ạ? Thì anh chị muốn thoát ra đó thì ngày mai. À còn cái quan trọng hơn nữa đó là khách hàng hỏi rất nhiều. Thì nhiệm vụ của anh chị đó là gì? Không giải thích, không trả lời và không có mà tại vì như này này, nếu mà anh chị càng càng trả lời càng nhiều ấy thì anh chị tỷ lệ để khách hàng đến nó rất khó. Nên là quan trọng nhất là cái kịch bản Tennessee Win ấy, đó là cái keyword này này. Đó là gì? Đó là tò mò. Anh chị phải tạo được sự tò mò à? Thì khách hàng ngày mai trời nắng trời mưa khách hàng mới tới anh chị. Còn nếu mà chị giải thích hết sạch rồi ấy, trên điện thoại rồi ấy, ngày mai trời nắng phát ngại thôi không đi nữa, thôi đợi ngày kia đi đi. Tại vì không đi thì ngày kia vẫn đi, ngày kia vẫn đi. Tại vì anh chị không tập trung vào gây ra sự tò mò để cho khách hàng tới thì anh chị sẽ bị fail, đúng không ạ? Cái điều số tư nữa đó là gì? Thứ tư nữa đó là gì? Đó là đưa ra hai sự lựa chọn. Hai sự lựa chọn này gì? Đa phần khách hàng sẽ rất khó để ra quyết định. Anh chị đừng hỏi là ngày mai anh chị rảnh lúc nào, cũng đừng hỏi là ngày kia anh chị rảnh lúc nào đến spa em, không có đâu. Anh chị khẳng định chốt luôn, đúng không? Anh ơi, ngày mai bên em đang có chương trình đó là thăm khám miễn phí và ngày mai bên em đang rảnh và khung giờ vào từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng hoặc là buổi chiều là từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, thì không biết là anh chị rảnh vào lúc nào. Ví dụ như thế chẳng hạn, thì ít nhất khách hàng cảm thấy được lựa chọn, khách hàng cảm thấy rất là happy. Nhưng mà cũng rất nhiều khách hàng bảo là ngày mai anh chị bận rồi. Và thế thì mình sẽ tập trung vào từ khóa gì? Từ khóa đó là từ khóa tiếc. Tiếc, anh chị hãy gieo rắc vào đầu khách hàng từ khóa ô tiếc quá. Tiếc quá anh chị ạ. Tại vì ngày mai bên em đang có chương trình này hoặc là đang có cái bác sĩ này hoặc đang có master này về để thăm khám giúp anh chị, còn ngày kia thì bên em đang full lịch. Nhưng mà nếu mà chắc chắn anh đi được ngày kia thì em sẽ là người book lịch cho anh. Tại vì sao? Bên em lịch rất đông. Ví dụ thế, bên em phải book lịch trước, tại vì mỗi một lịch khách hàng của bên em là sẽ phục vụ anh chị ít nhất là 30 phút thì bên em phải book lịch trước. Nên là anh chị book giúp em lịch ngày kia thì chị sẽ cho em một con giờ chính xác đi ạ. Thì khách hàng sẽ rất nghiêm túc về cái vấn đề về book lịch hẹn cho với anh chị. Và sau khi book xong rồi thì chúng ta sẽ nhắc đi nhắc lại, khẳng định ít nhất một lần nữa để cho anh chị đó thấy tầm quan trọng. Và cái quan trọng nữa là anh chị phải tập trung vào lỗi đau trước khi kết thúc cuộc điện thoại, đúng không ạ? Và lỗi đau là cái rất là quan trọng. Và số 5 đây là gì ạ? Không đến thì sao? Không đến thì sao? Hoặc là ngày kia chị đến thì sao? Hoặc là tuần sau chị đến thì sao? Có rất nhiều trường hợp như vậy. Sau khi mà hẹn lịch của mình ngày mai ấy, ngày mai điện thì khách hàng lại bảo ngày kia mình điện lại thì khách bảo tuần sau. Thì điều gì anh chị giải quyết được vấn đề đó? Đúng không ạ? Thì chúng ta phải là gì? Chúng ta phải là người nói rõ rằng chị chậm mất một ngày đến thì chị mất cái quyền lợi này. Chị chậm mất một ngày đến là chị đã chậm mất một cái ngày để cho cái gương mặt của chị phục hồi nhanh hơn, mà càng ngày nó càng lặng hơn, đúng không ạ? Và cái quan trọng hơn nữa đó là gì? Đó là khi mà chúng ta càng chậm trễ thì cái nỗi đau của chúng ta nó càng ngày nó càng lớn. Thì anh chị sẽ tập trung vào cho em đó là gì? Đó là không đến thì sao, anh chị phải xử lý được cái câu hỏi này, đúng không ạ? Hoặc là ngày mai ngày kia là gì, thì anh chị sẽ tập trung vào bộ mẫu câu này để cho gì, để cho các bạn tên sale đó, để bạn ấy đưa ra được những cái mẫu câu trước khi khách hàng suy nghĩ trong đầu. Thì điều đầu tiên là bạn ấy phải nói cái câu này ra đã, để cho khách hàng đấy ngày mai ngày kia đỡ phải nói cái câu này, đúng không ạ? Thì bạn ấy dặn luôn, bảo là anh chị ơi, anh chị nhớ đến bên em nhé. Tại vì sao? Tại vì có rất nhiều khách hàng của bên em trước kia cũng chần chừ ngày mai ngày kia bận, xong rồi cuối cùng cứ để lâu, xong cuối cùng bị quên mất, bởi vì cái thói quen của chúng ta nó là như vậy, đúng không ạ? Và đến khi bị lặng rồi ấy, thì bên em chịu, bên em không thể nhận được nữa. Nhưng mà anh chị ngày mai chỉ cần bớt chút thời gian, chỉ khoảng 20 phút anh chị tới thôi, mất rất ít thời gian của anh chị. Đó là cái keyword anh chị tập trung vào. Cái thứ hai nữa là gì? Và anh chị không có đau, không có sưng, không có tấy đâu ạ. Anh chị có thể tới bên em mà hoàn toàn yên tâm về việc đó ạ. Và khẳng định trên cái gì, âm lượng của chúng ta rất là dứt khoát và rõ ràng. Tại vì anh chị không, khách hàng không nhìn thấy anh chị, nhưng anh chị phải khẳng định qua âm lượng và quyết đoán và khát khao khách hàng tới. Dạ, hẹn gặp lại anh chị vào 11 giờ ngày mai. Và trước khi anh chị đi thì em sẽ nhắn tin cho anh chị trước 1 tiếng nhé. Cảm ơn anh chị. Và anh chị xác nhận giúp em. Ok, let's go. Và chúc cho anh chị tạo ra được những kịch bản siêu siêu thành công và tỷ lệ telesale lên tới tận 100%. Ok anh chị, thank you.